Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 12. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung và bế mạc vào chiều qua. Phát huy di sản văn hóa để phục hồi du lịch. Thuốc Sotrovimab có hiệu quả với biến thể Omicron. Thưa quý vị, sáng qua kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 bước sang ngày làm việc thứ hai. Sau khi nghe thư ký kỳ họp trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thảo luận ở các tổ, kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh, chủ tọa phiên họp. Mở đầu phiên chất vấn, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Trần Thanh Hà thông tin, thời gian qua khối lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa bàn giao hết cho nhân dân, nguyên nhân chủ yếu là do nhân dân chưa kê khai nộp thuế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ còn thế chấp tại ngân hàng, chưa chỉnh lý được giấy chứng nhận đất cũ do các hộ dân đi làm ăn xa. Việc công nhận lại diện tích đất ở theo luật đất đai năm 2013 chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Chính sách công nhận đất ở giữa luật đất đai năm 2003 và luật đất đai năm 2013 không nhất quán, dẫn đến người dân không đồng thuận trong công tác kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xung quanh vấn đề này, các đại biểu đã chất vấn về những nguyên nhân vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian qua cho người dân và tổ chức còn chậm, việc giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh là chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường chậm báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh chủ đầu tư về địa phương để triển khai thực hiện. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, cụ thể nhất từ năm 2018 đến nay ngày càng gia tăng, không những ngập lụt cho các đô thị mà còn gây sạt lở đất, chiều cường, xói lở bờ biển, bờ sông ngày càng nghiêm trọng. Từ những khó khăn thách thức trên, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nghiên cứu đề tài, đánh giá diễn biến ngập lụt và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt thành phố Tam Kỳ trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu, tìm ra các nguyên nhân và đưa ra những giải pháp thiết thực đưa vào công trình thực tiễn nhằm giảm ngập một cách bền vững cho thành phố. Nhiều đại biểu nêu ý kiến vì sao thường xuyên ngập úng cục bộ, ngập lụt vùng đông, quốc lộ 1A trong thời gian qua là nguyên nhân do thời tiết cực đoan. Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam Nguyễn Phú đã giải trình vấn đề này, đồng thời thông tin thêm xuất phát điểm về kinh tế của các địa phương không đồng đều, trong đó khu vực Trung Du và miền núi, sức hấp dẫn và thu hút nhà đầu tư còn hạn chế. Công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế, xuất phát từ khả năng dự báo, tầm nhìn, đánh giá nỗ lực phát triển, tư vấn, lập quy hoạch còn hạn chế. Cạnh đó, vốn ngân sách đầu tư có mục tiêu cho các đô thị thấp. Hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng thực hiện xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển đô thị dựa trên nguồn thu từ đất, tài chính dự án đầu tư trên từng đô thị. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng thông tin, đại dịch COVID-19 đã khiến tăng trưởng kinh tế trong nước chững lại và thấp hơn so với cùng kỳ, và tỉnh Quảng Nam cũng không ngoại lệ. Nhiều hoạt động kinh tế xã hội ngưng trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng, trong đó du lịch là ngành bị ảnh hưởng sớm nhất và nặng nề nhất. Trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, chỉ còn khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Có hơn 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm, thiệt hại về du lịch hơn 15.000 tỷ đồng. Cũng tại phiên trả lời chất vấn sáng qua, Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười thông tin về kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 11, Nghị quyết 01 về hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế. Theo lộ trình kế hoạch năm 2021, sẽ đào tạo 101 kỹ thuật chuyên sâu và 68 ekip. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các cơ sở đào tạo không thể tiếp nhận và tổ chức đào tạo đã làm ảnh hưởng đến tiến độ theo mục tiêu nghị quyết. Trong phiên họp đầu giờ chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu kết hợp giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khắc phục thiên tai bão lũ sạt lở đất được tập trung chỉ đạo tích cực. Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt, Quảng Nam đã tích cực, chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm đứt gãy sản xuất, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, những năm qua, vùng đông của tỉnh Quảng Nam được xem là nguồn động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân, những doanh nghiệp này còn góp phần lớn nguồn ngân sách cho nhà nước. Bên cạnh đó, cũng không ít dự án dù đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhưng cũng không triển khai dự án. Chính vì vậy, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch ở địa phương,
đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch tại các huyện, thị xã, thành phố ở vùng đông. Thì hiện nay là tỉnh cũng đã ban hành một cái quy định hướng dẫn về cái thỏa thuận bồi thường, nhưng mà điều đó cũng chỉ là mang tính thủ tục để mà cho làm cho nó đúng thôi, chứ còn nhanh thì cũng sẽ không nhanh được. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì các cái dự án ở trên địa bàn vùng đông nó có cái sự chậm như vậy, thì tôi cũng xin thông tin lại như thế để các đồng chí biết. Tuy nhiên thời gian vừa rồi chúng ta đang tập trung đẩy mạnh làm cái quy hoạch và mời gọi những cái nhà đầu tư lớn hàng đầu của Việt Nam có tên tuổi, có thương hiệu trên bảng xếp hạng đàng hoàng, mời về đây nghiên cứu đề xuất và làm thủ tục cho họ vào đầu tư những cái dự án quy mô lớn với cái quan điểm mới, hạn chế tối đa cái giải phóng mặt bằng sạch, giải phóng trắng, mà nó tùy theo từng cái khu vực của dự án, nơi nào có dự án mà dân cư tập trung đông thì chúng ta cố gắng sắp xếp giữ lại, còn chúng ta chỉ giải tỏa dân ở khu vực mà nó phân tán thôi, thì cái cách làm đó thì nó sẽ nhanh hơn mà nó có hiệu quả hơn. Nhưng khu vực giữ lại đó thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm là sắp xếp bố trí dân cư, cải tạo cái dân cư đó cho nó theo tiêu chuẩn của đô thị hoặc khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đấy là cái quan điểm lãnh đạo chỉ đạo sắp tới để triển khai các dự án. Thì hiện nay rất là nhiều các nhà đầu tư vào đã đăng ký làm thủ tục rồi, nhưng mà trình tự thủ tục của các dự án đầu tư lớn này ấy, đô thị lớn này thì phải làm theo cái quy định, cho nên là nó sẽ có chậm hơn. Nhưng mà tôi tin rằng khoảng tháng 6 năm sau thì hàng loạt các dự án lớn đấy, trên địa bàn của khu vực vùng đông sẽ bắt đầu được khởi động trở lại và nó sẽ có cái hiệu quả cao. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, xây dựng và thực hiện tốt phương án phục hồi kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, xây dựng và triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 phù hợp với trạng thái bình thường mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, lấy phát triển dịch vụ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng vùng Đông Nam của tỉnh trở thành chuỗi đô thị, trung tâm dịch vụ, du lịch công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, triển khai một số dự án quan trọng tại vùng Tây gắn với phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh lần lượt trình bày thông qua các nghị quyết kỳ họp. Như vậy, sau 2 ngày làm việc khẩn trương và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường thông qua diễn văn bế mạc kỳ họp. Năm 2022 là năm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết với chủ đề kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển trong chặng đường sắp đến và những khó khăn thách thức đang đặt ra, trách nhiệm hết sức nặng nề. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển cho những năm tiếp theo. Trước bối cảnh dự báo tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không được để dịch bùng phát trở lại. Đề nghị ban tỉnh, các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tăng trưởng, thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung phục hồi phát triển kinh tế hội trong thời gian đến. Đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai nhiều biện pháp, sẵn sàng ứng phó nhiều tình huống với những biến đổi khí hậu cực đoan, đặc biệt ở khu vực miền núi, chú trọng triển khai các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đối tượng hỗ trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng công nhân, những người lao động mất việc làm từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 và thiên tai. Thưa quý vị đại biểu, kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân tỉnh đến đây đã thành công tốt đẹp. Việc chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hướng tăng thời gian thảo luận, tranh luận. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, dần nâng cao tính chuyên nghiệp,
kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh còn ngày bám sát vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định, thể hiện rõ sự chủ động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động và đề xuất và quyết định những chủ trương, biện pháp hết sức quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong tình hình mới. Sau kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về lại địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri bằng những hình thức thích hợp, linh hoạt để báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của cử tri. Đồng thời, tôi đề nghị các đại biểu ở các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dọn xếp thời gian tiếp công dân định kỳ nơi đại biểu Hội đồng Nhân dân ứng cử. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đông đảo nhân dân cử tri trong tỉnh luôn luôn quan tâm, thường xuyên theo dõi, đã góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương đã tham dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp. Chỉ còn trên 20 ngày nữa là kết thúc năm 2021, đón chào năm mới 2022. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, an khang, thịnh vượng. Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường lớn Bộ Công an đến 63 điểm cầu các địa phương trong cả nước. Tại Quảng Nam, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, hiện nay không gian mạng đã trở thành môi trường chủ yếu, không thể thiếu trong triển khai các chiến lược quan hệ đối ngoại, củng cố, duy trì hoạt động kinh tế xã hội của các quốc gia, đóng góp quan trọng vào việc đổi mới tư duy và sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường dễ bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng chống phá với quy mô, mức độ, đối tượng rộng và khó kiểm soát. Không gian mạng giờ đây đã trở thành không gian chiến lược mới, vùng lãnh thổ đặc biệt, gắn chặt với chủ quyền về đất liền, biển, đảo, trên không và vũ trụ. Do đó, chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Trong thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an Nhân dân luôn là một trong những lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vai trò trọng yếu trong bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Sáng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới. Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 118 mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới. Trong hai năm 2019 và 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã chủ động triển khai xây dựng mô hình phù hợp với tình hình địa phương, đã vận động nguồn lực hỗ trợ 29 hộ xây dựng công trình vệ sinh, hỗ trợ con giống, trao phương tiện sinh kế cho 162 hộ, mở 12 lớp đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu hơn 115 người vào làm việc tại các công ty xí nghiệp. Bên cạnh đó, chị em hội viên thường xuyên phát động ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, túi ni lông, đã xây dựng trên 200 tuyến đường phụ nữ tự quản, trồng và chăm sóc khoảng 9.500 mét đường hoa cây xanh. Tại buổi tọa đàm, Liên hiệp Phụ nữ các địa phương đề xuất một số nội dung. Việc xây dựng các mô hình, nhất là mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch kiểu mẫu thực hiện nông thôn mới, cần gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương và phải cụ thể rõ ràng, cần duy trì và nhân rộng các mô hình, hàng năm chủ động đăng ký công trình phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung đổi mới hoạt động hội theo hướng thực tiễn khả thi để huy động sự tham gia của các chị em trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.
Sáng cùng ngày, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam tổ chức tiếp công dân định kỳ, thông báo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Thành, thôn Bình Hội, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, liên quan đến lĩnh vực đất đai. Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, ông Lê Thành kiến nghị, năm 2015, ông nhận chuyển nhượng thửa đất số 1162 từ hộ ông Võ Việt. Tháng 9 năm 2020, ông Võ Thanh Tuấn ở thửa đất kế bên xe hàng rào đã lấn thửa đất của ông Thành, dẫn đến làm mất 71 m². Ủy ban nhân dân xã Bình Quế xác định ông Tuấn không lấn đất của ông Thành, nhưng ông Thành không đồng ý và gửi đơn đến Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình. Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình cũng đã có công văn trả lời, nhưng ông Lê Thành vẫn chưa đồng ý và tiếp tục khiếu nại lần hai đến Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi kiểm tra và xác minh, Sở Tài nguyên Môi trường kết luận không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận đơn của ông Lê Thành. Công văn trả lời của Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình là đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản không chấp nhận nội dung đơn của ông Lê Thành khiếu nại. Thưa quý vị, sáng qua tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, do yêu cầu công việc và đặc điểm của tình hình, phiên họp này được tổ chức thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 10 và đợt 2 từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12, để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng, cấp bách hiện nay, Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cụ thể. Nội dung này cũng nằm ngoài khuôn khổ của các khung kế hoạch 5 năm đã trình Quốc hội xem xét quyết định, do đó cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp được tổ chức làm hai đợt vì Thường vụ Quốc hội cần cho ý kiến sớm đối với những nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường của Quốc hội, để Chính phủ và các cơ quan thẩm tra có đủ thời gian, điều kiện để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường. Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm trên các tuyến biên giới. Ngay những ngày đầu triển khai đã đấu tranh thành công 13 chuyên án. Đây là thông tin được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đưa ra tại cuộc họp báo thông tin kết quả đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm sáng qua. Chỉ sau 20 ngày triển khai kế hoạch này, các đơn vị biên phòng đã xác lập đấu tranh thành công 13 chuyên án gồm 9 chuyên án ma túy, 2 buôn lậu, 2 xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ 606 vụ với 1.187 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Đặc biệt trong đợt cao điểm này, Cục Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Lào Cai đấu tranh chuyên án A721, triệt phá đường dân vận chuyển ma túy từ Lào qua Sơn La về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Tại Lào Cai đã bắt 6 đối tượng, thu 54 kg ma túy các loại gồm 100 bánh heroin, 180.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá. Chuyên án này đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi thư khen vì thành tích đã đạt được. Bộ Y tế sáng qua phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc về sức khỏe nhân dân nhằm mục đích lựa chọn, trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn về công tác y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, hai năm qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, báo chí đã đồng hành, sát cánh chặt chẽ cùng ngành y tế. Báo chí đã cung cấp những thông tin kịp thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với sự sáng tạo không ngừng, phản ánh những tấm gương tận tụy hy sinh của lực lượng tuyến đầu để chung tay vượt qua đại dịch. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh như hiện nay, với sự xuất hiện biến chủng mới, ngành y tế luôn cần sự kề vai sát cánh của báo chí. Vì vậy, giải báo chí nhằm mục đích ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ, những người làm báo trên cả nước với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những tác phẩm tham dự giải có nội dung phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế, cổ vũ, động viên các cán bộ quản lý trong toàn ngành y tế chung sức, đồng lòng, tiếp tục hiến nhiều hơn đối với sự nghiệp vận hành, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, hãng dược phẩm của Anh GSK ngày 7 tháng 12 dẫn dữ liệu mới nhất từ nghiên cứu giai đoạn đầu cho thấy thuốc điều trị COVID-19 Sotrovimab của hãng này và Vi Biotechnology cùng phát triển có khả năng chống lại tất cả đột biến của biến thể Omicron.
Theo đó, phác đồ điều trị với Strovimab được chứng minh là có hiệu quả chống lại tất cả 37 đột biến được xác định cho đến nay trong protein đột biến ở biến thể Omicron. Trước đó, một dữ liệu tiền lâm sàng khác cũng kết luận thuốc Strovimab có hiệu quả cao chống lại các đột biến chính của biến thể Omicron. Theo GSK, các dữ liệu tiền lâm sàng kể trên phần nào chứng minh tiềm năng của loại thuốc kháng thể đơn dòng do hãng này phát triển có hiệu quả cao chống lại biến thể Omicron cũng như các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 đã được xác định tới nay. Ngành hàng không quốc tế một lần nữa mất hy vọng khi biến thể Omicron xuất hiện, buộc nhiều nước phải áp đặt lệnh các hạn chế đi lại. Mặc dù vậy, một số quan chức bày tỏ hy vọng tình hình hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Các hãng hàng không toàn cầu quan ngại việc liên tiếp thay đổi các quy định liên quan đến kiểm soát dịch bệnh khiến nhu cầu đi lại du lịch quốc tế giảm sút, ảnh hưởng không nhỏ đến thuận lợi của hãng sau năm 2020 thua lỗ nặng vì đại dịch COVID-19. Đại diện các hãng hàng không nhận định, biến thể Omicron xuất hiện đã dập tắt cơ hội phục hồi của ngành này. Tuy nhiên, theo giám đốc điều hành CEO mới của American Airlines, trong khi các lệnh hạn chế khiến nhu cầu đi lại của thị trường quốc tế giảm sút, thì hoạt động kinh doanh nội địa của các hãng vẫn phát triển mạnh mẽ. Trước tình hình trên, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO hôm qua đề nghị rằng các biện pháp hạn chế đi lại chỉ nên được áp dụng như giải pháp cuối cùng. Việc tăng tỷ lệ tiêm chủng và phát triển các loại thuốc mới điều trị COVID-19 sẽ mở ra cơ hội cho ngành này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE hôm qua thông báo sẽ chuyển lịch nghỉ cuối tuần sang thứ Bảy và Chủ nhật giống như lịch quốc tế đang áp dụng, đồng thời giảm thời gian làm việc còn 4 ngày rưỡi mỗi tuần. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ cuối tuần từ trưa thứ Sáu đến hết Chủ nhật, thay vì vào thứ Sáu và thứ Bảy như hiện nay. Với quyết định này, UAE là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức rút ngắn giờ làm việc so với lịch làm việc 5 ngày mỗi tuần mà nhiều nước đang áp dụng hiện nay. Chính sách rút ngắn giờ làm việc và điều chỉnh lịch nghỉ cuối tuần là một phần trong những nỗ lực của chính phủ UAE giúp người dân cân bằng được giữa công việc và cuộc sống, nâng cao phúc lợi xã hội, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế của UAE khi nước này hội nhập sâu rộng hơn. Thưa quý vị, lần đầu tiên một ca sĩ người Mỹ gốc Việt, Sageta Cole hay còn gọi là Teresa May, đã được đề cử vào giải Grammy lần thứ 64 tại Mỹ với thể loại album nhạc cổ điển có giọng hát hay nhất. Đây là niềm tự hào của người Việt Nam, bởi trong suốt lịch sử giải Grammy từ năm 1959, lần đầu tiên một giọng hát nữ của Á Đông nói chung và cũng là một giọng hát người Mỹ gốc Việt nói riêng được đề cử tham gia, vì chỉ có 5 album trên thế giới được bình chọn cho mỗi hạng mục. Sageta Cole có tên thật là Mai Xuân Loan, sinh ra ở Mỹ, ở bang California, từ một gia đình gốc Việt. Cô ra trường từ nhạc viện ở Boston, bang Massachusetts, với bằng Master of Music in Vocal Performance. Nữ ca sĩ đã sở hữu một giọng hát cao mạnh mẽ nhưng lại ngọt ngào cho thể loại nhạc cổ điển và opera. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm từ 86 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm từ 75 đến 88%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 73 đến 86%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 88 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà Mai nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió nhẹ. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày.
Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, kính chào tạm biệt.